Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Đây là Nhã, mình là Nhã còn đây là anh Phương nha mọi người. Okay. Bữa nay mình với anh Phương ngồi đây là biết cái công chuyện gì nó tới nữa rồi đúng không mọi người? Thì bữa nay nói chung là ở sớm bên bên cạnh thì ở bển con ca cổ mọi người, mình với anh Phương nãy giờ cũng tính qua bển cho anh nó bển mà sợ hư ta đập tét đầu hơn. Anh em trong nhà đây nhiều khi nó không quýnh. Hôm nay mấy anh em mình Phương với Nhã sẽ đem lại cho mọi người một màn con rất là táo bạo, kịch tính. Thì nói chung là giờ này mình với anh Phương đang ở ngoài cái bụi rậm, thì ngoài sau lưng mình là cái bụi rậm mà mấy anh em mình đi cắm câu đó mọi người. Thì một hồi anh Phương sẽ quá thân thành một cái nhân vật, nó sẽ thiệt là dữ dằn, nó gọi là sát nhân, kẻ sát nhân. Thì anh Phương sẽ núp bên đó, khi nào anh Phương nghe cái tiếng máy bay á, tiếng playcam á là anh... trời con vậy là anh Phương bắt đầu hành động nha. Okay. Em thì ở đây thì em đợi mấy nó vô rồi em chỉ việc rủ mấy nó, gọi là tại vì hôm qua giờ mấy bữa nay em có nói là sẽ tập cho mấy anh em bay playcam để mốt gọi là em có đi công việc hay là đó, em có chia team ra mọi người, rồi chừng nữa ví dụ như quay nhiều góc độ cho đúng mọi rồi. Người hấp dẫn đúng rồi bay nhiều... thì có người bay đúng rồi, ai cũng có thể bay được cho nó đa dụng chút xíu mọi người. Thì cho nên là bữa nay mình lấy cái lý do đó để mình hợp tác với anh Phương để mình cho mấy thằng nó nha mọi người. Thì một hồi mình đã đủ hết tất cả để bắt đầu mình bật. Bây giờ anh Phương đi bển đi, em vô trò mình quay. Phương nhắc nhở sao? Mọi người đừng tua video nha. À, không tua nha, kêu sao ta, nó sẽ hồi hộp từ giây phút luôn. Bữa nay là tại vì mỗi ngày là mình sẽ cố gắng làm cho cái màn cho nó kịch tính hơn cho mọi người. Bữa nay là gọi là mọi người đừng có tua video nha mọi người. Mỗi giây phút nó rất là kịch tính. Để mình đặt góc quay rồi anh Phương qua bển núp nha. Ok. Nào anh nghe tiếng máy bay anh hành động. Ok. Ok mọi người, bây giờ mình đã đặt góc quay rồi nha mọi người. Thì bữa nay có nhạc thì mọi người thông cảm nha, tại vì bên đó mấy chú đang bên lòng anh chẳng sao đâu. Ông im mẹ à mồm đi. Giờ mình chỉ việc đợi thôi, anh Phương thì chuẩn bị bển rồi mọi người. Mấy chú bển hát đám dỗ dữ rồi. Dạ, thì tôi quên chặn cô đám dỗ hoài luôn. Ai quán mình bị giường đám thiệt. Tôi bảo bển toàn ông trà. Anh em đi đi em chặn đi. Đây cái bộ à, trường mình máy đi qua bển mình hùng mấy ông đi. Giọng mặt mày luôn mấy hùng. Em thấy cái tóc người ta hùng được. Nè, bữa giờ biết bay chưa? Rồi. Khởi động rồi, biết khởi động rồi. Bây giờ khởi động thì cứ nó gạt nó xuống. Đúng không? Gạt nó lên được không? Lên đâu? Gạt nó lên được. Lên đâu? Lên sao đấy? Bè. Thôi để bay lên. Tiếc mà. Cho dùng này cái đi. Thôi. Mấy giờ? Ai cho mày. Để tầm lại nè, hiểu không? Nghĩ nè, để tầm lại nè. Cặp chân nè, test cái mắt, đi bay. Phải cho nó có GPS trước, đúng không? Rồi. Cho nó ra ngoài đường nè, cái GPS trên đây nè. Đang từ từ. Mặc luôn chút nè. Không có, để tao quay cái màn hình lại. Mốt rồi, mới bay lưu về coi. Ok. Thì này cái GPS trên đây là cái 17 nè, là nó được rồi nè, màu trắng nè. Rồi nó hiện chữ H lên nè, thấy không? Rồi đã có điểm đáp rồi đó. Đáp xong rồi. Thì đáp tới đó rồi, điều khiển được rồi. Mình điều khiển vô mà. Nè, tới lui nè, thấy không? Rồi. Qua lại nè. Đó. Rồi muốn bay cao thì đẩy bên đây, nó đưa cao lên. Không? Thôi con mày không coi hát rồi. Nè. Đó. Qua lại qua trái qua phải nữa không? Okay. Không hát đâu, kệ thì không đi. Đây cái giường của mình nè. Này muốn bay cao lên nè. Cao lên. Bay đi. À. Không? Okay. Như cái gừng á. Hồi nãy cái chỗ bữa mình... À cái trước ung nữa. Cầu coi, đường có nắm mà. Ừ. Qua gì? Này đứng đáy bà. Phải không? Phải không? Ê, ê, ê. Sao con đường chút bóc vậy? Mở cắm mà, từ từ. Hay tao bấm quay nha, tao bấm quay luôn nha, Chụp hình. Bấm lộn. Cái gì vậy? Con dơm nữa coi. Dơm, mày dơm xét lại mặt coi. Làm gì kìa, làm gì kìa. Thôi. Ôi. Mặt gì vậy? Cái mặt gì á? Mặt bố chạy. Làm gì á?
Ơi, giảm 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 gì vậy? Bay bay sắp tới nha, bay sắp tới quậy con. Bay quậy quá nha, bay quậy cái cây á. Từ từ. Chạy cái chạy cái. Tao từ dưới cái. Ôi chạy đâu rồi, chạy đâu rồi. Hồi sao á cây á. Hồi sao, chết bà. Từ từ, đừng có hôi. Mày sao? Mày sao? Từ từ, đừng có hôi. Mày vòng mới đó thôi. Cầm nguyên cái bọc mì bự lắm. Sao mà bấy gì kì vậy trời, đúng em vậy. Từ từ, đang gung, từ từ. Cái gì đó. Bây giờ mày kiếm coi cái nắp ở trong cái bụi á. Nắp trong cái bụi á. Cái bụi này không? Bụi này nè. Cái bao gì nè? Cái bao gì nè? Cái bao màu đen. Từ từ, màu đen. Anh đã mày che hết trơn rồi đó. Nè. Bao màu đen. Mày hạ xuống thấp con nó mắc xong. Xuống biết không được không được. Mẹ xuống kìa. Được. Từ nha. Cái bao màu đen của bộ. Cái gì đó quét vậy trời? Cái gì đó quét vậy? Ủa mày người ta phát hiện cái người ta bỏ nó. Cái gì đó quét vậy trời? Ông làm cái gì ông giấu luôn. À công dây. Giấu lắm. Ở chợ mít đi nè. Cái này xác bên cái trời mình luôn á. Xác bên cái gì mà. Cái này xác bên cái trời luôn á. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi. Tình dù chưa pha. Bình tĩnh. Ê, ê, cô quay lại nha, ơi. Cô quay lại nha. Trời ơi. Cầm máy cưa, đi đâu gì nhau? Đâu vậy? Ơi, bùm, cái gì vậy trời? Trời ơi. Con. Ai cứu tôi vậy? Cứu cuộc đời tôi vậy? Cứu cuộc đời á, chạy à. Chơi chung với tao không hề toan tính, nhưng sau lưng thì lại đấm trọ để cho tao hàn mặn tớ xuôi về quê cũ sâu thẳm nơi nhà cơm trời ơi. Ê, 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 ê
Ôi trời. Nói gì? Quậy gì vậy? Nhả. Cho miếng quẹt vô đây. Nhả. Cho miếng quẹt vô quá trời thật ơi. Quẹt nè, đang quẹt. Nghe sao nó không xuống rồi nó đứng quậy vậy? Ôi trời. Đâu đây nữa? Dạ. Mấy nãy làm gì ta? Lấy bộ đồ để đâu vậy nhả? Cái gì mà không thấy bà nội luôn à? Thằng ơi, thằng. Thầy ơi, thầy em chuyên ngu quá. Xem mẹ ngu quá thầy ơi. Ôi, cặp vợ tin. Bắt đầu. Thầy, em đây. Ôi trời. Em leo lên cái cây này hơi bị nhanh luôn, chừng 5 giây nữa em làm cái thế em rồi đó. Leo lẹ dở chạy. Nó làm cái tròn nữa. Sao vậy anh Phương? Mở máy xịn xịn. Tắt hoài hả? À? Tắt hoài đâu, cố luôn giật nãy. Ừ, nó xanh không phải, để cái quả. Nệt mạnh hỏi luôn. Cái quơ á. Cái quơ thấy đâu không có. Không có cậu gì xết. À, định làm là không được. Không có cái ông này. Ông có để giày xích vô trong người. Tại cấp vì... đi thấy rồi. Sợ. Sao vậy? Sợ. Quảng, quảng. Quảng lại cái bùa không thấy giày xích gì rồi. Ôi trời. Mang mặt nạ đó, nó nguy hiểm. Nhiều khi giỡn, giỡn giỡn quên không trúng. Đúng rồi, nhiều khi quên trúng. Này. Ờ giờ anh xin gùm đi không à. Nè, bình thường. Có lưỡi đâu kìa. Này không có lưỡi nha mọi người. Không có lưỡi. Nè, này nó không có lưỡi. Cho nên là nó không có cắt được nha mọi người. Trời ơi trời nhớt đẩy cho rồi kìa. Cảm giác sao? Cảm giác khi mà phải phải cầm. Cầm anh Phương, Phương, Phương. Vô cầm em bay lay cam về. Em bay cái lay cam về. Trời ơi. Cái lay cam em bay về cái. Nè anh cầm đây, anh cầm nói chuyện với mấy anh em đi. Cầm dán luôn ơi, xe ta sao? Tấm giỡn xuống rồi ơi. Lúc này. Nãy ủa, nãy sao cưng lên được vậy vậy? Em biết nữa. Trời ơi, biết sao lên được không? Anh đưa cái máy cắt kế giò cưng lên. Như cái bài díu díu díu. Một con nhạn lay cam về tới mọi người. Kìa. Giờ nãy giờ đứng tập có ai bay được chưa? Ôi, bay được nãy có bay được. Nãy em chưa bay được mà lết được rồi đó. Rồi. Nãy em bay được rồi nè. À bốn kiểu mọi người. Em là túm giò nằm trên võng. Em nằm trên chòi. Em thở oxy. Nãy té cái. Té cái hịch luôn chạy. Té cái xịn sò luôn á. Rồi anh này rồi. Anh này bại liệt luôn rồi. Rồi mấy anh em có ai muốn bay lấy cam không? Thôi bay mình. Ơi không chừng gặp thêm bà sát nhân nó chết luôn à. Thôi cần cắt đi. Bả là bả đè rồi đây bả ấy hết luôn á. Nó nghe nè. Cần cắt đi. Thằng chỉ nó bay hồi nó bay nó hắt cam rồi. Bay lấy cam đi luôn. Ôi quá trời hầm à. Nhả nhả cũng mát nữa. Bắt anh bận bộ đồ này. Ra ngồi. Ngoài 12 giờ nắng thật trời ơi. Mồ hôi. Hiện giờ mấy cái đó. Tự nhiên anh nghĩ rồi, cái cảm giác á mà tự nhiên bay qua bên lay cam cái khu vườn gần cái bên á mà gặp kiểu như người ta đang giấu xác đang chôn cái bọc gì á, gặp em thì em đái nữa, em đừng nói. Chứ hết là cảm ơn em đã không nghĩ tới anh chứ kiểu đó đừng có nói. Hên hên ha. Gặp anh cũng đái nữa. Thấy ha, gặp nó mà đi đái một mình gặp cái chắc chết ở đó luôn. Chôn ở đó luôn. Sao xuống được rồi? Thằng này nó này nãy giờ là bất ngờ hoài. Sao xuống được rồi? Tao xuống. Này phải có em Sang của mình nữa vừa niêm ha. Sang còn đi học. Nó không dạy nó hốt nhiều nạn lắm rồi đó. Sang còn không dạy vô đây nó cũng thất học bình thường. Nó hát chốt nhiều nạn lắm rồi đó. Nghiệp cái ba không? Anh hỏi cảm giác ơi, mấy anh em sao? Mấy ba rồi đó. Mấy ba bơi xuồng đâu chưa kịp lên chiếc xuồng nữa nhảy xong. Nói đi em. Quýu qua bơi có nổi đâu. Xuống cái chìm luôn rồi. Trường hợp đó cưng bơi lẹ không bơi xuồng. Trường hợp đó tại cưng nếu mà anh bay từ đây qua bên kia luôn. Quýnh quẩy luôn hả? Không nói chửi cho là ông nội cho anh ông la trước rồi ông la giật mình muốn chết leo trển một phát một luôn. Anh thấy trước mà tại anh đứng anh thấy mấy đứa tập trung anh cũng không dám lên tiếng. Nhã nói anh im luôn anh lên tiếng lộ. Đúng rồi. Anh đâu có nói chuyện được. Rồi anh đóng vai kịch câm luôn. Còn dẹo thì quá giỏi mọi người trong cuộc thi này à. Dẹo từ đây giờ sao? Nói chung là ok. Thành công. Rồi em nói luôn đi. Một cái màn tròn khá là thành công nha mọi người. Mấy anh em này xanh mặt mày với mình màn hết. Màn tròn có tên kẻ sát nhân. Cái này ha mà tại mình không có ác quá, mình ác lắm rồi mình làm nhiều cái nữa là coi như là rồi xong cái ai ỉa gan chỗ luôn. Ai ỉa gan chỗ một luôn rồi mất công dọn. Ai dọn? Về hết rồi anh chứ cái này dọn cái thứ ha, nãy đang túm giò đó. Anh lại đạp lên đưa máy cưa vô cổ mình é é. Không được, anh sợ. Thì bởi vậy. Sợ YouTube. Thì bởi vậy, chứ không hên đưa vô cổ một cái không khóc. Trời ơi, nãy mà anh quơ ngang đầu anh á. Mày thôi à, mày đừng lo. Nãy anh quơ ngang đầu danh là danh nó đầu xóm hết chứ hết trơn rồi. Rồi anh đưa ngay cái bẹ đùi nữa. Gặp anh cũng quýu nữa, đừng nói gặp ai. Tao không muốn mẹ mất cái thằng con trai ngoan đâu thiệt. Thì bữa nào đứng tim chết, bữa ha, rồi ba về ba lụm mày đó. Đó. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết cái video cái màn tròn của mình với anh Phương nha. Nếu mọi người thấy cái màn tròn này hay thì bấm like đăng ký kênh nha. Chắc clip này nó ngắn đó mọi người là tại vì cái này vô phải là bụp sẹt vậy đó mọi người chứ để một hồi nó lộ cái lửa cưa không có lửa, không có cái cọc gì xích. Nãy vô nhóm á, nhóm sao đó.
thấy mà không, không cũng chạy ha. Thấy mà tấm rồi cũng đúng. Không biết ông giỡn hay ông thiệt đúng không? Đâu không, không biết bọc đó là bọc gì nữa, đúng không? Cho nên là tấm dữ lắm mọi người. Cảm giác nó đặt mình hay là mọi người vô mọi người nghĩ thử đi. Cũng quýu nữa mọi người. Tưởng là bạn động á. Thôi mọi người ủng hộ mình với anh Phương bằng cách đăng ký kênh, like video và comment bên dưới ủng hộ mình với anh Phương nha mọi người. Còn giờ chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.